con thể hiện cái gì? Lại vào gì à? Vào vô cực thể tự ái. Cái biểu gì đây? What the fuck? Năm xưa bị đôi ba, bây giờ nó thù tôi tận bây giờ. Đúng là thù ra nhớ lâu, còn hơn cả nhà báo người Ý nói tiếng Việt. Thật đấy! Tôi... cơ bản không chị? Phải cầm con cơ bản mà anh. Có mỗi tí Florida mà. Chán thật đấy. Ok, bây giờ thì có thể vào rồi. Vào xuống, chán. Vào triển khai nốt đã. Hiện tại là 300 token tím. Mà gì nhờ, chắc là cố gắng trong tháng này lấy được khó khỏi bạn là... Cổ mà lại không, có lại cầm A12 thì chửi là đúng rồi. Oan cái gì nữa? Bảo... Xe đã bot rồi mà anh. Xong rồi sẵn gì nhờ, rank mùa 3 thì A12 nó còn tất lên được. Cầm đắp đấy, đấy là do có bản là gì nhờ... Đấy là do có bản level 7. Nhưng bây giờ thì... Dồn đam bot, nhưng mà bây giờ nhá... Xong rồi 4 rồi. Lại chuẩn bị về chuồng gà thôi. A12 chỉ có thể là bố một máy móc cũ thôi. Căng lắm rồi đến thành cổ. À đỡ không, căng lắm rồi đến gì nhờ, miệng núi lửa 2. Thành cổ đúng A12 ra chuồng gà mà. M4 Undertech map gì nhờ thành cổ thì vẫn là mạnh nhất rồi. Không tính là gì nhờ phiên bản cải tiến của nó là gì nhờ? Protocol. Protocol. Protocol đã cho Việt Nam năm nay kiểu gì cũng úp. Nhưng vấn đề phải chờ Red Zone 2 về. Thì đúng rồi, thì tôi mới bảo là kiểu gì cũng chờ. Thì tao đồng nghĩa việc là chờ Red Zone 2 chứ. Ồ, có vẻ hai vị này có vẻ vẫn trụ được đấy. Trụ được tốt. Sáng nay tôi đi cùng với lại cả gì nhờ Haru với lại Leon lên đến tận 52 cơ mà lên. À đủ. Ngon lành luôn. Tôi chỉ vì khả năng tôi đến lên bố trí rồi này. Dạ. Ra sau có thể toạc hết. Ra sau có vẻ có mùi dập rồi đấy. Có mùi dập. Subway chứ. Mày phải subway chứ. Subway rồi, sao rồi. Subway. Cho một cây boss đây. Vai phủ mắt nhưng mà nó không ấy lắm. Còn quá thường. Tàn quái thường. Còn quái thường. Anh có cả boss nè. Bị dớm xong rồi lắm là 13. Em qua đây, Lấm cái cơ bản đó. Cái bản đó ngon không? Ừ, ấy lấm cái ngon ngon đó. Lấy level max cả. Con rifle của em đang ngon mà anh. Cái rifle em 2 đồng đỏ mà anh. Em đang cầm cái con boss. Đây có chí mạng quái trường. Bắc lốp vứt lại cây rifle ra đây bác này. Đây. Rồi lấy cái này vậy. Rồi. Ít nhất vẫn phải giữ một cây mạnh. Ít nhất vẫn phải giữ một cây mạnh. Ở lại để dành tùy vào trường hợp mà còn phải biết cách sử dụng nữa. Như bạn sáng là dành Haru với lại cả Lý Yong thông não cho tôi vậy. Tôi kệ tỷ lệ. Tôi cũng tỷ lệ chí mạng kìa. Tỷ lệ với chí mạng kìa. Ai muốn bắn cây tỷ lệ với chí mạng kìa. Đâu ấy? Bên đây nè, bên trái nè. Cái kỹ là tỷ lệ với chí mạng. Em thấy rồi. Nhúc. Cây okay, ngon hơn cây. Độc, há độc. Chị ra há độc. Độc trong độc ạ. Đi lấy giùm cây boss. Anh giật. Em đang cố sống này. Em cố sống à. Không cửa được, không cứu được. Lắc như kìa. Thành công thì phải chỉ cần lên 700.000 điểm rồi ao hả? Ở thời điểm hiện tại thì dành ít ai cày full trận để sống. Mỗi vũ khí điểm dạy riêng chẳng có vũ khí nào là sát thương tuyệt đối. Mỗi lời quên Winnie nói tôi lại thấy một cái phát tốt đi theo đấy. Ở cái thời điểm hiện tại thì đúng là dình thành cổ chủ yếu là toàn đi 700.000 điểm thật. Bởi vì dình cây cái tô, dình cây cái item giảm thiệt hại là dình là cái túi. Nó giảm tận 15%, 12-15%. 15%. Riêng quả túi bên thành cổ nó giảm hẳn 15% luôn cho nó cẩn thận. Thành cổ là 1, tháp tử thần là 2.
rồi là gì miệng núi lửa, hai là ba, và cuối cùng là nhà máy chất thải cao cấp. Akai chắc khó quá, bỏ qua.